Rồi, xin kính chào quý cô chú và anh chị. Thì hôm nay trường có về một số đồ gỗ, đồ gốm và đồ đồng xưa để giao lưu cùng với quý cô chú và anh chị. Thì lời nói đầu tiên thì trường xin kính chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Mã số 1K đầu tiên là một bộ bàn ăn 7 món, là 6 cái ghế, một cái bàn của chú anh chị nha. Hàng đẹp, rất là sang trọng, rất là dễ thương. Giờ rất là bắt mắt của chú chị, một bộ bàn ăn chất liệu là gõ đỏ của chú chị nha. Chị xin phép được đo được cái ghế chiều cao từ cái mặt giữa cái ghế tới cái chân ghế là 92, 92 của chú chị nha. Chiều cao của chiều chiều ngang của cái ghế mình ngồi á là 38 năm, 38 năm. Chiều dài của nó là 39 năm, 39 năm. Vân gỗ là tự nhiên của chú anh chị nha. Rất là đẹp, bộ này rất là chuẩn đẹp. Một bộ bàn ăn 6 cái ghế và một cái bàn, chất liệu là gõ đỏ. Rồi, chiều cao là 73 năm, chiều cao của cái bàn là 73 năm của chú chị nha. Chiều dài của cái mặt bàn á là 1m6 của chú chị nha, 1m6. Chiều dài 1m6. Chiều ngang của cái mặt bàn á là 76, chiều ngang của mặt bàn là 76. Hàng rất là đẹp, rất là chuẩn. Cái bộ này chiều bao của chú anh chị là từ 30 năm trở lên. Vân gỗ là tự nhiên của chú anh chị nha. 6 cái ghế. Cái này thì trường chưa có chùi rửa hay đánh bóng gì lại hết. Thì khi cô chú anh chị giao lưu với trường thì trường sẽ làm sạch sẽ và làm bóng cho cô chú anh chị. Rồi, mã số 1K đầu tiên trường giao lưu cô chú anh chị 25 triệu, trường bao phí ship toàn quốc cô chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Mã số 2K, đây trường có một cặp nai chất liệu là bằng đồng, rất là đẹp cô chú anh chị nha, dòm rất là có hồn và dễ thương. Mình để trước cửa nhà mình, nó đi ra đi vô dòm rất là sang trọng. Rồi, chiều cao từ cái sừng cao nhất của nó tới cái chân của nó là 90, 90 cô chú anh chị nha. Từ cái ngực tới cái đuôi của nó là 47. Chu vi hoành bụng của con nai á là 45. Cân nặng của một con nai là 11 kg của chú chị nha, 11 kg, hai con là 22 kg. Rất là đẹp. Rồi, mã số 2K chiều giao lưu của chú anh chị 15 triệu một cặp nai, chất liệu là bằng đồng xưa. Trường bao phí ship toàn quốc và bao đánh bóng của chú anh chị. Mã số 3K, đây trường có một con ngựa, con ngựa đứng trên một cái núi tiền luôn của chú chị, núi tiền với mấy cục vàng. Rất là đẹp, con ngựa này giờ rất là có hồn của chú chị nha. Những cái dây mà từ cái miệng của nó ra là những cái sâu tiền, rất là đẹp. Con ngựa này ai tuổi ngọ là đem con ngựa này về là mang phát tài phát đạt của chú anh chị nha. Chiều cao từ cái bờm cao nhất của con ngựa tới cái chân đế là 45 năm. Chiều dài từ cái chân nó đá ra tới cái đuôi của nó là 43 năm. Chu vi hoành đế là 1m06, 1m06 của chú anh chị nha. Đây, chân đế nó đây, con ngựa này đặt và rất là nặng của chú anh chị nha. Phía trước nó có bốn cái chữ tàu, thì trường không không gành cái chữ tàu. Rồi, cân nặng của nó là 11 kg của chú chị nha, 11 kg. Rất là đẹp, rất là có hồn. Rồi, mã số 3K trường giao lưu của chú anh chị là 5 triệu một con ngựa tiền, chất liệu là bằng đồng. Trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Mã số 4K, trường có một ông quan công, chất liệu là bằng đồng. Quan công cưỡi ngựa xích thố của chú chị nha, giờ ông rất là có hồn, rất là mạnh mẽ, của một dũng tướng. Chiều cao là 35, chiều dài từ cái miệng con ngựa tới cái đuôi con ngựa là 42. Một ông quan công cưỡi ngựa xích thố. Rất là đẹp, giờ rất là có hồn.
À, một dũng tướng thời Tam Quốc diễn nghĩa. À. Cân nặng của ông Quan Công á là gần 6 kg rồi chú anh chị nha. 6 kg mình tính 5,5 kg thôi. Rồi mã số 4K trường giao lưu của chú anh chị là 4.200.000 đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã số 5K đây, trường có một cái bộ khai trà 4 cái ly, một cái ấm trà chất liệu là bằng đồng. Ấm trà này là trên cái nắp của nó là có hình con rồng nha. Ở hai bên hông này là đắp đắp nổi hình con công của chú chị nha, chất liệu là bằng đồng xưa. Rất là đẹp của chú chị nha, cái bộ này rất là đẹp. Chiều cao từ cái quai ấm trà xuống chân đế là 20, chu vi hoành bụng của cái ấm trà là 32, chu vi hoành đế á là 37. 37 đây, cái ấm trà ở chân đế của chú anh chị nha. Đắp hình con công hai bên cái ấm trà rất là đẹp. Bên trong của ấm trà hàng lành lặn và liền lạc, về trường bao của chú anh chị về xài dày, rất là dày. Còn cái khai cái dĩa để đựng mà cái bộ tách trà này là hình con rồng của chú chị nha, con rồng xanh. Cái dĩa này là cũng là cái bằng đồng của chú chị nha, đó người ta vẽ tay cái màu xanh. Một cái đốm lửa ở đây thì màu đỏ. Cái dĩa này là dĩa lục giác. Chiều ngang của cái dĩa là 19 năm, chiều cao của cái dĩa là 3 phân. Ở đây ở bên dưới hàng lành lặn rất là đẹp. Còn cái chung cái ly này á, cái ly này là chiều cao của nó là 3 phân, chiều ngang của cũng nó là 3 phân của chú chị nha, có như hình những hoa văn rất là đẹp của chú chị nha. Mỗi cái ly nó cũng đều có cái hình hoa văn. Cái này là bộ này là có 4 cái ly và một cái dĩa đựng ấm trà và một cái ấm trà hình công. Cân nặng trọng lượng của một cái bộ tách trà này á, chất liệu là bằng đồng á, là 1,5 kg của chú chị nha, 1,5 kg. Rồi mã số 5K trường giao lưu của chú anh chị là 2.700.000 đồng, trường bao đóng bóng và bao phí ship toàn quốc của chú chị. Mã số 6K đây, trường có một cặp quy hóa rồng, trên lưng có hình bát quái của chú chị nha. Trên cái lưng của con quy này có hình bát quái. Xung quanh cái mai của nó là có những cái sâu tiền rất là đẹp. Quy hóa rồng chất liệu là bằng đồng. Chiều cao từ cái đầu quy xuống dưới cái chân là 1 tấc. Chu vi hoành đế là 35. Cân nặng của một cặp quy hóa rồng á là 1,4 kg, 1,4 kg của chú chị nha. Đây chân đế đây. Hàng lành lặn và liền lạc. Rồi mã số 6K trường giao lưu của chú anh chị là 1 triệu, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Mã số 7K là một con đại bàng sải cánh đứng trên một ngọn núi rất là đẹp của chú anh chị nha, giờ rất là có hồn dũng mãnh của bầu trời. Chiều cao là 19, chiều ngang hai cánh nó sải ra là 16, chu vi là 25, chu vi hoành đế là 25. Cân nặng của một con đại bàng á là 900 g. Đây chân đế của chú chị nha. Mã số 7K trường giao lưu của chú chị là 1 triệu, 1 triệu trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Mã số 8K đây, trường có một cái gáo nước chất liệu là bằng đồng, người ta tạo hình những cây tre cây trúc nó gáp lại với nhau thành một cái gáo nước, nhưng mà cái này bằng đồng của chú chị nha. Xung quanh cái viền của nó là 12 con giáp, rất là đẹp. Chiều cao á là 23, chiều ngang của cái miệng gáo nước á là 11, chu vi bụng của gáo nước á là 37, chu vi hoành đế á là 32. Đây chân đế của chú anh chị nha. Cân nặng của một cái gáo nước á là 1,1 kg của chú anh chị nha, 1,1 kg. Rồi mã số 8K trường giao lưu của chú anh chị là 1 triệu, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Mã số 9K đây, trường có một cái cặp ấn. Ấn này là ấn rồng, chất liệu là bằng đồng của chú chị, một con rồng. Phía dưới cả ấn, cái này là ấn con ngựa, gắn con ngựa chất liệu là bằng đồng của chú chị nha. Phía sau ấn, rồi chiều
chiều cao của nó là 2 phân. Đó, chu vi hoành đế của nó đi, chu vi hoành đế của một cái ấn á, là 18. À, 18. Một cặp ấn gồng ngựa là 550 g cô chú chị, 550 g. Rồi mã số 9K chiều Zalo cô chú anh chị là 500.000 đồng một cặp ấn rồng ngựa. À, mã số 10K. À, đây là trường có ông gia Cát Lượng, à, tay cầm một cây quạt, à, rất là đẹp cô chú chị, chất liệu là bằng đồng. À, rồi chiều cao của ổng á là 16, chu vi hoành đế á là 24, cân nặng của ông gia Cát Lượng là nửa kilo cô chú chị, nửa kilo, chất liệu là bằng đồng. Rồi mã số 10K trường Zalo của chú anh chị là 600.000 đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Mã số 11K trường còn một cái mâm đồng, à, một nhà Tây, à, hai chồng và một đứa bé, à, dòm rất là dễ thương, rất là đẹp. À, mâm đồng này là của châu Âu của chú chị nha. À, mâm mâm đồng treo tường đồng đỏ của chú chị nha, đây có móc treo tường. À, mâm dập nổi mình về mình trưng bày rất là đẹp. Chiều ngang á, là 33 năm. À, cân nặng của cái mâm á, là gần nửa kilo của chú chị, 450 g, mình tính 450 g đi. À, hàng lành lặn và liền lạc. Rồi mã số 11K trường Zalo của chú anh chị là 700.000 đồng, 700.000 đồng trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Mã số 12K đây trường có một cái mâm trơn, chất liệu là bằng đồng. À, cái mâm này chất liệu là bằng đồng. À, cái mâm này dày và nặng của chú anh chị nha. À, rồi chiều ngang của cái mâm á là 52, lọt lòng là 40,5, cân nặng của một cái mâm là 1,6 kg của chú anh chị, 1,6 kg. Mã số 12K trường Zalo của chú anh chị là 1.600.000 đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Mã số 13K đây trường có một cái cặp dĩa, à, đây là một cặp công, à, cặp dĩa là một cặp công của chú chị, hai con công rất là đẹp, à, với những cái bông hoa, à, vàng chanh. À, màu vàng chanh rất là đẹp của chú chị. Hàng cái dĩa này là hàng gốm tàu xưa, hàng vẽ tay của chú chị nha, người ta vẽ rất là có hồn sức sống. À, phía sau đây, à, hàng lành lặn và liền lạc, à, không có rạn nứt hay là sứt mẻ chỗ nào hết. Rồi chiều ngang của cái dĩa là 45, chiều cao của cái dĩa là 7 phân. À, cân nặng của trọng lượng của một cái dĩa là 4 kg của chú chị, 4 kg. À, cái dĩa này là cái dĩa màu xanh, à, cũng gốm tàu xưa, hàng vẽ tay luôn. Cái này thì cái tích mà giống như là đánh giặc, à, cô chú anh chị thấy không? À, rồi phía sau đây hàng lành lặn và liền lạc. Rồi mỗi một cái dĩa như vậy trường giao luôn cô chú anh chị là 2.200.000 đồng. À, 2.200.000 đồng trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Mã số 14K đây trường có một cặp bình, à, gốm tàu xưa, hàng vẽ tay, à, trúc lâm thất hiền. À, có một cặp cái chân đế, cái đôn luôn của chú chị nha, này có một cái đôn luôn. À, mã số 14K có một cặp đôn luôn. À, tích là trúc lâm thất hiền. À, người ta vẽ bảy vị hiền sĩ rất là đẹp, rất là có hồn. À, hàng gốm tàu xưa, hàng vẽ tay của chú chị nha. Rồi chiều cao từ cái miệng bình tới cái chân đôn á là 94. À, từ cái bình tới cái chân bình á là 82. À, còn cái đôn, chiều cao của cái đôn á là 12. À, chiều ngang của cái miệng bình á là 29. Chu vi của cái bụng bình á là 1m1. Chu vi hoành đế á là 77. À, 77. Giờ rất là đẹp của chú chị, cái này có một cặp đế luôn nha. À, trúc lâm thất hiền. Hai cái trọng lượng vừa cái đôn và cái bình á là 23, gần 24 kg, gần 24 kg vừa cái đôn và cái bình. À, rất là nặng, rất là dày, hàng gốm tàu xưa, hàng vẽ tay. Đây
dưới cái chân, cái chân đế đây cô chú anh chị nha. Đó, cái chân đế. Rồi, mã số 14K trường giao lưu cô chú anh chị. Một cặp bình gốm tàu xưa hàng vẽ tay 9 triệu, 9 triệu trường bao phí ship toàn quốc cô chú anh chị. À, mã số 15K trường đây trường có một cái bàn bán nguyệt. À, chất liệu là gõ đỏ của chú anh chị nha. Chất liệu là gõ đỏ. À, khi cái ghế nó ra nhích ra giùm anh cho quay cái cho thấy rõ. À, rồi một cái bàn bán nguyệt và một cái ghế rất là to bự của chú anh chị nha, được khảm ốp 7 màu. À, trên mặt cái bàn này á, là mình có lót một miếng đá, và cái ghế này thì phía mặt dựa là lót một miếng đá tròn, và cái mặt ghế ngồi là cũng lót một miếng đá. À, cái này những cái góc tường là cô chú chị không sử dụng tới mình để vô cũng rất là đẹp cô chú anh chị nha. À, chiều cao của cái bàn là 84, 84 chiều ngang của cái mặt bàn á là 90, chiều rộng của cái mặt bàn á là 45. À, cái bàn rất là đẹp, hàng lành lặn và liền lạc của chú anh chị nha. Đá là cũng đá là đá tàu xưa nha, à, đá thú quen. Chiều cao từ cái mặt dựa xuống cái chân ghế á, là 1m140, 1m140. À, rồi chiều ngang hai cái tay ghế là 77 năm. À, chiều ngang của mặt ghế mình ngồi á là 73, cái chiều ra của mặt ghế mình ngồi á là 55, cái chiều rộng của cái miếng đá trên cái ghế á là 43, cái chiều dài của miếng đá là 55 năm, 55 năm của chú chị nha. Hàng dày dặn cứng cáp, à, rất là đẹp, à, rất là chuẩn, hàng lành lặn của chú chị nha. À, rồi mã số 15K trường giao lưu của chú anh chị là 22 triệu, 22 triệu một một cái ghế, một cái bàn bán nguyệt. Rồi mã số 16K đây, mã số 16K trường có bốn cái bức tranh, à, cùng túc trúc mai. Ở ở trên này á, là có 8 vị tiên của chú anh chị nha, 8 vị tiên, cái này để lộn rồi. Đây, 8 vị tiên. Ở phía trên 8 vị tiên, còn ở dưới là tùng cúc trúc mai. À, 4 bức tranh. Chất liệu là gõ đỏ của chú anh chị nha, được khảm ốp 7 màu. Rất là đẹp, rất là sang trọng. À, hàng lành lặn và liền lạc của chú anh chị nha. Chiều cao của bức tranh á là 1m08, 1m08, chiều ngang của bức tranh á là 35. Cái đố dày của bức tranh á là 3 phân của chú chị, 3 phân. Đố dày của 3 phân. À, 8 vị tiên ở phía trên, ở dưới là tùng cúc trúc mai. À, chất liệu là gõ đỏ. Rồi mã số 16K trường giao lưu của chú chị là 4 bức tranh là 14 triệu, trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Mã số 17K cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay. À, thì trường có hai cái, một cái cặp liễn là 2 tấm. À, chất liệu là gõ đỏ, vân gỗ là tự nhiên của chú anh chị nha. À, chiều chiều cái này là người ta được cái khảm ốc 7 màu, là những câu đối ở trên, ở trên là cũng có 4 vị tiên. À, rồi chiều cao của cái bức tranh á, ủa của cái liễn á, chiều cao của cái liễn này á là 1 mét, ủa 2 mét 26 năm, 2 mét 25 năm cô chú chị nha. 2 mét, 2 mét lẻ 50, chiều lộn 2 mét lẻ 50, chiều ngang của cái liễn á là 25 năm, chiều dày cái đố của nó là 2 phân rưỡi, 2 phân rưỡi cô chú anh chị nha. Đó, một cặp liễn. Trừ nó lại luôn, chiều cao là 2m55. À, chiều ngang là 25 năm. À, cái đố dày của nó là 2 phân rưỡi. À, rất là đẹp cô chú anh chị nha, hàng chuẩn xưa.
Rồi mã số 17 trường giao lưu của chú anh chị là 15 triệu, trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số số cuối clip ngày hôm, ủa số điện thoại là số Zalo, số Facebook của trường. Thì cuối clip thì trường cũng xin kính chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống, vạn sự như ý. Trong quá trình quay có cái gì sai sót của chú anh chị xin phép bỏ qua dù cho trường nha. Dạ cảm ơn quý cô chú anh chị.